giả đã quay trở lại với phần 2 cùng với chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần của đài trình IBC TV, những tin tức cập nhật trong vườn tin Hoa Kỳ. Tòa tối cao đã bác bỏ chính sách cân nhắc yếu tố sắc tộc trong tuyển sinh đại học của Hoa Kỳ. Tòa án tối cao Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 6 bác bỏ các chương trình tuyển sinh có cân nhắc yếu tố sắc tộc tại Đại học Harvard và Đại học North Carolina, cấm dùng chính sách hỗ trợ người thiểu số trong tuyển sinh vốn lâu nay được vận dụng để tăng số lượng sinh viên da đen, gốc Tây Ban Nha, gốc châu Mỹ Latin và các nhóm thiểu số khác trong các trường đại học Hoa Kỳ. Quyết định cột mốc này sẽ buộc nhiều trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ phải sửa đổi lại chính sách tuyển sinh của họ. Tòa đưa ra phán quyết rằng các chương trình tuyển sinh theo chính sách hỗ trợ người thiểu số vốn cân nhắc tới sắc tộc của ứng viên như cách mà Đại học Harvard và Đại học North Carolina đã làm là vi phạm cam kết về sự bảo vệ bình đẳng chiếu theo Hiến pháp Hoa Kỳ. Tòa đã ra phán quyết có lợi cho bên nguyên đơn là nhóm sinh viên tuyển sinh công bằng được thành lập bởi nhà hoạt động Edward Blum. Nguyên đơn đã gõ cửa tòa tối cao để kháng cáo các phán quyết của tòa cấp dưới vốn ủng hộ các chương trình tuyển sinh có cân nhắc yếu tố sắc tộc tại hai trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ vừa kể trên nhằm phát triển tập thể sinh viên đa dạng. Với tỷ lệ biểu quyết tại tòa là 6/3 chống lại Đại học North Carolina và 6/2 chống lại Đại học Harvard. Christine King Ferris, chị gái của Martin Luther King Jr., đã qua đời ở tuổi 95. Trung tâm King cho biết Christine King Ferris là chị gái của nhà lãnh đạo dân quyền Hoa Kỳ Martin Luther King Jr. và cũng là một nhà hoạt động nổi tiếng, đã qua đời vào hôm thứ Năm ở tuổi 95. Bà là thành viên hội đồng sáng lập của Trung tâm King, mà bà đã giúp thành lập cùng với Coretta Scott King vào năm 1968 sau vụ ám sát em trai của bà. Bà Ferris đã tham gia vào một số sự kiện lịch sử của phong trào, chẳng hạn như cuộc diễn hành Selma đến Montgomery và cuộc diễn hành chống lại sự sợ hãi. Bà cũng chứng kiến lễ cung hiến tượng đài của em trai của bà ở Washington và tượng của ông ta ở Atlanta. Bà Ferris sinh năm 1927 và tốt nghiệp trường cao đẳng Spelman và Đại học Columbia. Bà đã có một thời gian dài làm nhà giáo dục và nhà giám đốc tại Spelman cho đến năm 2014. Bà cũng đã viết một cuốn hồi ký về thời thơ ấu của mình với em trai của mình. Được biết, bà Ferris kết hôn với Isaac Newton Ferris Sr. và có hai con là Isaac Jr. và Angela. Bà đã chết một cách thanh thản với gia đình bên cạnh, để lại một di sản về lòng dũng cảm và lòng trắc ẩn. Hãng thông tấn Reuters đã cho biết rằng ông Donald Trump nói cuộc binh biến phần nào làm suy yếu ông Putin. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người lâu nay hâm mộ Tổng thống của Nga Vladimir Putin, trong ngày thứ Năm nói rằng ông Putin đã bị suy yếu phần nào bởi một cuộc binh biến bị bỏ ngang và bây giờ là lúc để Hoa Kỳ nỗ lực môi giới hòa giải cho Nga và Ukraine. Tôi muốn không có người chết nữa vì cuộc chiến lố bịch này. Đó là lời của ông Trump đã nói với hãng thông tấn Reuters trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Nói rộng ra về chính sách đối ngoại, ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc thăm dò dư luận cho đề cử tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa nói rằng nên cho Trung Quốc thời gian 48 giờ để dẹp điều mà các nguồn thạo tin nói là cơ sở gián điệp của Trung Quốc ở Cuba, đảo quốc thân cận của Bắc Kinh cách bờ biển Hoa Kỳ 145 km. Liên quan đến vấn đề về Ukraine, ông Trump không loại trừ khả năng chính phủ Kyiv có thể phải nhượng bộ một số lãnh thổ cho Nga để chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài trong 16 tháng vừa qua. Các công tố viên cho biết một đại bồi thẩm đoàn Texas vào hôm thứ Năm đã từ chối buộc tội hình sự rapper Travis Scott và 5 người khác về vụ chen lấn đám đông tại một lễ hội âm nhạc năm 2021 đã khiến cho 10 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Kim Ock, biện lý của quận hạt Harris cho biết phán quyết của đại bồi thẩm đoàn là đỉnh điểm của 19 tháng điều tra về thảm kịch tại lễ hội Astroworld của Scott vào tháng 11 năm 2021. Ken Schaffer, luật sư của Scott cho biết kết quả điều tra xác nhận Scott không chịu trách nhiệm về thảm kịch tại lễ hội. 5 người khác bao gồm cả quản lý lễ hội Live Nation là Brent Silberstein cũng bị xóa tội. Luật sư của những người khác không thể liên hệ được ngày thứ Năm. Cuộc điều tra bắt nguồn từ một lượng người lớn
chết người của người hâm mộ tại Astroworld ở Houston, nơi hàng ngàn người bị thương khi đám đông quá sức ép về phía trước khi Scott bước lên sân khấu. 10 người thiệt mạng do bị ép đến ngạt thở, trong đó có một cậu bé 10 tuổi. Thảm kịch đã gây ra một làn sóng kiện tụng chống lại Scott và người tổ chức lễ hội, bao gồm cả gã khổng lồ giải trí Live Nation, công ty đã sáp nhập với Ticketmaster vào năm 2010. Theo luật sư đại diện cho các nạn nhân trong vụ kiện chống lại Scott và ban tổ chức, ít nhất 4.900 người hâm mộ đã bị thương. Quay sang tin tức từ Florida, bồi thẩm đoàn không buộc tội cựu phó cảnh sát trưởng Florida vì không bảo vệ học sinh trong vụ nổ súng ở Parkland. Một bồi thẩm đoàn tại Florida trong diễn biến ngày thứ Năm vừa qua đã không buộc tội một cựu phó cảnh sát trưởng vì không bảo vệ học sinh trong vụ xả súng hàng loạt vào năm 2018 tại trường trung học Metairie Stoneman Dallas ở Parkland. Scott Peterson, nhân viên tài nguyên của trường đang làm nhiệm vụ khi một tay súng nào đó vào một tòa nhà vào ngày 14 tháng 2 năm 2018 và bắt đầu nổ súng, đã giết chết 17 người, làm bị thương 17 người khác. Sau đó bị buộc tội 11 tội danh, bỏ rơi trẻ em, sơ suất đáng trách và khai mang. Ông Peterson, năm nay 60 tuổi, đã gục đầu xuống bàn trước mặt và khóc nức nở khi thẩm phán đọc to phán quyết rằng không có tội cho từng tội danh. Với phán quyết của bồi thẩm đoàn đã tha cho ông những gì có thể lên đến án tù 97 năm. Trong một tuyên bố, văn phòng biện lý tiểu bang Broward, nơi đưa ra sự việc, lập luận rằng ông Peterson lẽ ra có thể làm nhiều hơn để bảo vệ các thành viên của cộng đồng trường học, và việc ông ta không hành động là có tác động nghiêm trọng đến các nạn nhân. Một số các bậc cha mẹ của các nạn nhân cũng tham dự trong phiên tòa tỏ ra thất vọng trước kết quả này. Theo văn phòng cảnh sát trưởng quận hạt Broward và những đoạn băng giám sát, thì ông Peterson được trang bị vũ khí, nhưng không bao giờ vào bên trong khi vụ nổ súng đang diễn ra. Ông ta là một trong số ít nhân viên thi hành pháp luật từng bị truy tố vì không thực hiện hành động hoặc là cung cấp dịch vụ chăm sóc. Kết quả của vụ án rất bất thường, có thể tạo tiền lệ pháp lý và khiến các công tố viên trên khắp đất nước kiềm chế buộc tội các quan chức tương tự vì sơ suất sau các vụ xả súng khác. Vừa qua là những bản tin chi tiết trong phần tin thế giới và Hoa Kỳ. Tiếp theo chúng tôi xin được lượt qua một số điểm tin chính trong phần tin Á Châu Việt Nam và sau đó sẽ gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Em bé thiệt mạng trong vụ lở đất ở Nam Hàn. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết Nhật Bản và Nam Hàn đồng ý khôi phục thỏa thuận hoán đổi tiền tệ. Máy bay ném bom B-52 của Hoa Kỳ tập trận với Nam Hàn giữa căng thẳng Bắc Hàn. Hải quân Trung Quốc và Việt Nam tuần tra chung tại Vịnh Bắc Bộ. Việt Nam yêu cầu các mạng xã hội dùng AI để xóa các nội dung độc hại.